Mua đi mua đi, các bạn muốn mua link qua mobile thì tới shopanhảo.vn mua để ủng hộ mình và giúp cho các bạn tránh những tình trạng lừa đảo khi mà mua link qua mobile nhá. Đấy thì với cái tiêu chí gọi là uy tín chất lượng lên hàng đầu, các bạn cứ đến với shop của mình. Đấy, đảm bảo nếu các bạn mua link lỗi một mình sẽ đổi một cho các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Có kèo thơm, trời ơi dừng tem bạn là mười xương, phai cà lều, mười xương phách nha anh em. Đó, hôm nay mình sẽ cho bạn mười xương phách chơi. Khoái lắm. Trời mới vô là thấy có kèo thơm rồi đó. Có gọi là thú vui tao nhã rồi đó. Trơn đi trơn các bạn. Đó, yo 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 yo. Trận này thì mình sẽ gặp vị tướng Du Béo. Đấy, hôm nay là mình một cô gái đáng yêu đó anh ơi, anh gì gì đó ơi. Ui lắc 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 kìa, ui lắc kìa, ui lắc kìa, ui phải cả lều lắc ạ. À. Anh thích lắc không? Lắc anh đập cho anh toe hàng luôn này, toe hàng luôn này, lắc không? Lắc không? Lắc không? Lắc không? Lắc không? Chơi luôn, đập luôn. Chơi luôn, chơi luôn, chơi không? Lắc không? Lắc không? Bây giờ lắc không? Bây giờ muốn lắc không? Lắc cái gì? Lắc mông đúng không? Sợ muốn lửa đúng không? Trời ơi phải cả lều ạ. À. Thì hôm qua mình có nhận được một số comment của các bạn đó kêu là à, anh chơi clip về Du Béo đi. Úi giời ơi, Du Béo của các bạn đây. Phang cho nó lòi phèo luôn này. Mọi người xem này, lắng im lại, im lại, im xem này, xem này, xem này, xem này. Xem này có chuối này, có chuối này, có chuối này, chuẩn bị chết này, chết này, chết này, chết này, chết này. Nhìn gì? Hồi nãy nghe nói anh lắc ghê lắm mà ta. Sao giờ anh yếu đuối mỏng manh có vậy? Chết này, chết này, chết này, dụ nó, đó, 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 đó. Dính rồi, dính bẫy rồi, dính bùa rồi, hãy xem đây. Ái ôi, ái ôi. Trời, mẹ nó có cơn chạy ra nó sờ mông mình một cái, nó mới chịu về cơ. Đấy, máu thì còn có tí cơ, nhưng mà anh ấy vẫn rất là mạnh mẽ và không có gọi là ý chí gọi là yếu đuối bao giờ. Ghê gớm nha, ái da. Ủa, tính băng trụ và bộc phá luôn ấy. Nhưng mà anh ấy nhanh tay quá. Được rồi, con rời khá lắm. Con rời khá lắm, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Lắc không, lắc không, lắc không, lắc không, lắc không, lắc không, bộc phá mày. Chết này, ôi, 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 ôi. Anh em mình máu đều như nhau. Đứng đây biến về chơi này. Ôi trời, thèm chưa? Thèm chưa? Giả bộ thế thôi, chứ làm gì đâu mà căng. Đó, bây giờ biến về đó. Trời ơi, tem mình xanh quá bạn ơi. Ui ôi, mới vào thôi mà tem mình đã 4-0 rồi. Mình thì vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Nhiều lúc bối rối thấy con tim mạc lối. Ôi giời, vãi cả lều. Chắc nãy giờ luôn, anh ơi, anh gì gì đó ơi. Ôi, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Dừng tem bạn gọi là không không một rồi các bạn ạ. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Cỡ như vị tướng á, Du Béo bên kia là mình gọi là nắm đầu mình quay như dế ngay. Đó. Là im, mình tĩnh, đừng tĩnh, không sao, không sao, không sao. Chuyện nhỏ, chuyện đâu còn có đó. Đâu rồi, có ai đây không? Có ai đây không? Có ai đây không? Đâu rồi ta, Du Béo các bạn đâu rồi ta? Chắc về hồi máu rồi quá. Ok, ok, bây giờ thì mình sẽ chạy tới ăn cái con chim này nhá. Vâng, con chim nó rất là... Ôi ôi, bắn ghê quá. Ôi ôi, tướng mới, tướng mới, tướng mới. Bắn cứ như gọi là tên lửa ấy nhỉ. Mọi người xem mình cướp con chim này, KS này, phải cả lều KS là Adu mạnh dữ, 2-1 không trộn cũng què đấy nha. Ở đường dưới các bạn phế lắm rồi kìa Dương ơi. Mờ xương fake ơi, xuống đường dưới ganh tem đi. Cái đầu xanh, hãy xem ta đây, bết đầu nè. Ôi ôi, chạy, chạy đi, chạy, chạy đi. Ôi ôi ôi, tàng hình lượt tình chơi, lạc lách đánh bóng chơi. Ôi ôi, ôi ôi, ôi rồi ôi, chạy. Ui giời ơi, mẹ biết thế mình chạy lên đằng trên là ngon rồi ha. Mẹ hồi chiêu lâu vãi ra. Thật luôn ý. Mới vào thôi đã bị sấp mặt lò rồi thế này. Đánh đấm cái gì? Xấu thế không biết chứ. Thế mình kia chơi xấu. Người ta lại một với một thôi đi ha. Đó, cuộc chơi này nó của mình. Đấy, hai đứa chúng mình đang solo với nhau. Thế là cái tím, tím ca, ca Fanny. Đấy, tím lên, tím gọi là hốt hàng mình luôn. Điều vừa đấy chứ. Đây, cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Cơ hội giờ mông Du Béo đây rồi. Du Béo ơi, đưa mông đây cho em anh ơi. Anh gì đó ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đó. Không sao, mình đang giả bộ âm mạng cho đội bạn chủ quan thôi. Giả bộ âm một mạng thôi nhá. Giả bộ âm một mạng thôi. Bây giờ mình sẽ lạnh lùng qua ăn con quái này. Con quái này, con quái này, con quái này. Zuka làm gì nó xài chú cuối phải không ta? Nó phải chú cuối à, nó hết chú cuối à, nó hết chú cuối à, nó hết chú cuối à. Hãy xem Zuka béo chết đây. Yeah, một gậy vào đầu này. Chơi ông, solo ông, solo ông, chơi. Yeah, ai ơi, đau quá, cứu tớ. Ôi trời ơi, vỡ mồm. Trời đất ơi. Fuck you. Khốn nạn thì chứ. Chơi gì mà chơi ganh hoài vậy? Này thì mờ xương fake này, đậu xanh à nó. Được rồi. Từ từ đã, từ từ mình chỉnh lại cái sự đẹp trai của mình cái đã. Khốn nạn. Dám gọi là không hay không các bạn ơi. Vãi cả lều luôn. Kinh mình. À, nãy giờ bị gọi là du cái béo với cả Cafani
nó quýnh cho mình một quéo càng cua luôn. Được rồi, nhớ mặt nhau nhá. Caffeine nhớ mặt nhau nhá. Caffeine nhá, nhớ mặt nhau đấy. Được rồi, ok ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào quánh này. Kiếm ít vàng cái đã. Zuka lúc đầu nó hơi yếu, nhưng mà đến tầm cuối trận thì nó cứ gọi là một combo là một em thôi, không tới một combo nữa. AD với cả pháp sư chỉ cần nửa combo thôi, chỉ cần xài chiêu 2 và đây đây đây, cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi, xà mông cái em ơi, xà mông cái em ơi. Éo quá chừng chị, trời ơi, nó cướp một con quái của mình luôn, trời ơi, tức quá chị, tức rồi. Bực mình thế không biên, ui 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 sao, ui sao, ui sao, ui sao, em về, ui sao, ui sao, ui sao, ui sao, làm gì nhau, hả, bây giờ anh muốn làm gì tôi, anh muốn làm cái gì tôi, làm gì làm đi nhá, tại sao anh không làm cái gì tôi buồn, tôi khóc quá trời luôn, khóc quá trời luôn, bình tĩnh, ui, sợ quá, trời sợ luôn rồi, chạy đi, mình hết chiêu rồi, nó cũng hết chiêu rồi, vào đây, vào đây, trời ơi, trời ơi, cho tính ăn mạng bạn ơi, ui dồi ôi, cho xin một kill đi, cái bạn nó thấy mình phế chứ con gì không trời, vãi cả lều luôn ý, trời, tính gọi là xanh xanh tí, trêu gọi là tròn vị tướng, gọi là Caffeine bên kia, cái mà cuối cùng bây giờ mình phế như con dế thế này thì cho làm sao đây, đi vậy tem giết được chỉ bị chết có 3 mạng thôi, mẹ em ấm chọn 2 mạng trong đầu luôn, trời ơi, hôm nay phế phải lều ra, không phải nãy bị cái con Caffeine bên kia nó ganh hoài, đó tức quá trời tức luôn rồi, từ ha, bây giờ mình phải chat, em xin 1 sao nhá, đó để xem các bạn phản ứng gì không, nãy giờ tem bên kia nó cứ im re hạt me nhở, chán thế biết. Mặc dù mình cố gắng gợi ý rồi, anh ơi anh nhà, đấy mà đậu xanh nó cứ gọi là im mồm luôn, chán, không có gì gọi là hứng thú hết trơn. Không sao, bây giờ mình sẽ cố gắng đi ăn quái thật nhiều vào, tí nữa sẽ đấm cái con tướng Caffeine một phát trả thù, đúng không các bạn? Caffeine bên kia quá là phế rồi các bạn ạ. Nãy giờ đi ganh mình 2 mạng cơ, nhưng mà Zuka bên kia nó ăn hết, cuối cùng Caffeine bên bạn chả ăn được mạng nào, chắc bạn ấy đang bị cay cú ấy. Đó, tí nữa mình xanh mình cứ trêu bạn đấy, á. Tí nữa cơ, cố gắng, bình tĩnh, fake mở xương ấy, không phải dạng vừa đâu, gặp không, không hai mà hỗ trợ 5 luôn, nãy giờ lên đây gọi là ganh cho mình gọi là 2 lần luôn, dù béo ăn được 2 mạng luôn mà trong cái đó Caffeine bên kia nó không ăn được cái nào, Caffeine đó, có tướng nó đi đường xạ thủ cũng như đi đường rừng có khá là tốt, đầu trận thì nó có yếu một chút đấy, nhưng mà đến cuối trận nó rất là mạnh luôn. Nhưng mà phải có người bảo kê cơ, chứ còn không có người bảo kê thì mạnh cỡ nào thì mạnh cũng chết nhăn răng nhăn nhó thôi, không thể nào mà sống quá gọi là mùa mưa được. Du béo kìa, mọi người thấy du béo không, có bộ đội dưới chân kìa, ui giời ơi, chơi luôn hả, bùng phá này, ui giời, không chết à, làm sao mà thoát được mà không chết, ôi trời ơi, solo với cái kiểu gì mà cuối cùng này thì lên đây là đội rồi, ôi ra bên kia lên, nó tính lên, nó là nó tính là sờ mông mình đây, nó tính nó hôn hít mình đây, thế nó mới đẻo chứ. Ui giời ơi, thơm lừng như củ gừng luôn. Đó, bây giờ mình bắt đầu tròn á. Mệt xương ơi, ui giời ơi, mệt xương fake ơi. Đi đâu mà bụi mà vàng, kèo thơm không, các bạn thấy kèo thơm không? Lâu lâu mới có gặp mấy bạn gọi là fake này, đi tròn bạn ấy vui hết đấy bạn ạ. Từ từ đã, tí nữa thì mình phải truy sát bạn đó, đó. Xong mình mới gọi là chê bạn đấy, này thì fake mệt xương á. Nghĩ thôi là thấy khoái rồi đó. Các bạn có khoái không? Khoái thì nhớ lấn cho mình một lượt like nha. Và nhớ comment cho mình biết nha. Ủa Vera kìa, ve con nhà bà ra kìa, chạy đi, con bóng ui ôi. Coi bóng, nó tính hôn mình đó. Dễ gì mà hôn được anh, dễ gì mà hôn được em. Chết này. Anh gì đó ơi. Anh du béo gì đó ơi. Solo không? Giờ solo không? Hồi nãy ra làm bụp phát chết quéo cả cua, giờ dám solo không ta? Chắc làm gì dám, sợ rồi. Lì cho ăn của mì này. Này chết này. Hư đè. Ôi ôi, xém nó là giết nó rồi. Mình thấy con eo su bên kia, nó hùng hổ nó lao ra như một vị thần luôn. Em thấy vậy em sợ quá, em chạy quéo càng cua luôn. Ra đây. Quái này, ui ôi, con lì này. Xáo này. Này thì xáo này, eo con nhà bà su này, eo su này, bẹt đầu này, eo su không, 1.2 luôn à, đừng có giỡn mặt à.
Chọn đó. Ôi, cafe đi bên kia nó phé rồi. Phé như con dế rồi. Úi trời ơi, chọn nó. Chọn như vậy bạn mới có cây cứu được. Đó. Anh gì đó ơi. Bình tĩnh nha. Anh mời Sương ơi. Úi trời ơi. Tại vì cái nick này muốn đánh Bạch Kim thôi. Chắc không bao giờ gặp được mời Sương đâu. Mời Sương thách đấu mất rồi các bạn ạ. Mình thấy bạn ấy fake nên bạn ấy gọi là mình cho bạn ấy tí thôi cho nó vui thôi. Không ba này kìa cay lắm rồi đó, ức chế lắm rồi đó. Càng gọi là ấy cơ mà, càng gọi là khuế mình càng cho đó mới cay đó. Mùi xương á, eo này chơi vào mông này, chụp vào đầu nè, nhảy. Ủa nhảy được qua tường kìa, hay vậy sao hay được vậy. Ui Vera. Ui ôi, cafe đi kìa, tất cả của quốc gia hãy xem cafe đi quéo cung cua đây. Một cái vào đầu, hư rìa. Mờ gà và lờ. Tôi ấy trêu bạn ấy rồi, là bạn còn trêu bạn ấy nữa. Bạn ấy buồn thì sao, khóc thì sao. Úi giời ơi, từ từ, bình tĩnh. Đó, tò mà ra là mình phang vào mông. Hồi nãy ganh tôi hai lần đúng không. Bây giờ thì bà chết với tôi nha, hàng phết nha. Từ từ, bình tĩnh, không sao. Dục tốc bất đạt, đó. Ủa, Toro kìa, hết hồn. Dù con nhà bà béo này bầu phá cái đi luôn này. Ủa, mình ngớ mình gọi con Caffeine bên kia mà ta. Sao Elsu nó cứ ơi hoài vậy trời. Không lẽ mình truy sát Caffeine luôn cơ đâu. Không lẽ mình truy sát Elsu luôn quá. Không, phải treo bạn gọi là ấy kia nó mới vui được. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái dìu hưu ga nha các bạn. Tính toán. Ok, Caffeine kìa. Mở xương fake kìa, fake mở xương kìa. Úi giời ơi, tí nữa mình đập phát lại xong rồi mình sẽ chat gọi là này thì fake mở xương. Đây, đang lại dùng vô cảm. Đây, chuẩn bị này. Chuẩn bị này, kéo thơm này. Kéo thơm một phát là nát người này. Chuẩn bị gọi là mông hạ thổ này. Đó, mày quỷ chiêu vào đây như thế này, đuối khoái đó. Em là thì cu te này anh ơi. Anh gì đó ơi, hư đè, quéo cung cua luôn. Cái gì hả? Chơi anh luôn, anh xạo, chơi anh luôn hả? Ủa, đông đấy, đông thế, 2 đánh 1 không chuột cũng què. Bây giờ anh muốn sao? Chạy đi, chạy, đừng có hôn tôi, hãy xem đây. Hôn xa thế, trời có hôn gió thì mà nó xa vãi cả lều ra. Mình cố gắng gọi là thoát khỏi cái nụ hôn gió đó mà cuối cùng mà không thành công các bạn ạ. Mặc dù thì mình cũng đã gọi là bị choáng nhưng mà không sao. Xa. Đâu rồi. Bây giờ mình phải cho này. Đó. Này thì fake mở xương hay là mở xương fake nhỉ? Bây giờ mình sẽ mở xương fake đi. À đó. Fake đấy. Chiêu mà đã chơi. Ôi giời ơi. Nó lại xanh như cái bánh xe bò cơ. Này thì xáo đây, chết quéo con cô luôn rồi. Ôi giời ơi, 06 các bạn ơi. Vãi cả 06 ạ. Không phải lúc đầu là kẻ con tưởng Caffeine ấy, nó đi ganh ấy, nhưng mà nó xui không KS được, nó ra phế đấy. Nếu mà lúc đầu mà KS được vài mạng thì có khi bây giờ hoàn toàn thay đổi thế trận rồi đấy. Nhưng mà không KS được, bị đồng đội ăn hết mạng hết, cuối cùng toàn được điểm hỗ trợ nhưng mà không có đủ là xanh sao để có mà gánh được tem. Đen thôi. Mình nhiều trận cũng giống như vậy, cứ đi hỗ trợ đồng đội ấy, cuối cùng đồng đội nó ăn KS mạng nhiều, cuối cùng đâu gánh được. Lúc đó mình bị phế rồi. Hỗ trợ nó rất là ít tiền, nó không có nhiều như là mình ăn mạng đâu. Ủa ôi, tay mình kia phế quá. Rồi em tới mấy anh đây. Lâu lâu gặp mấy các bạn mà đi fake như này. Vui phết các bạn ạ. Vui, nói chung là vui đó. Đi tròn mấy bạn ấy vui. Ủa ôi, du béo. Ừ nè, này thì fake này. Ôi, cứu tao với. Cứu tao, đừng anh ơi. Anh gì đó ơi. Em sai anh ơi. Anh ơi, em đứng đây. Ôi trời ơi. Chạy vào trong này nữa. Chạy vào đây. Quỳ là chiếc béo còn cua luôn. Còn rác của mày à? Thế mà mình cứ tưởng bạn ấy chiếc béo càng cua, mình đang cười. Cái đầu xanh còn rác của mày à? Chắc là mình không nhìn rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở trận này gặp mà Dương Fake vui hết các bạn ạ. Cho bạn ấy nói chung là lâu lâu mới có mấy bạn đi gọi là giả mạo tên như thế này. Gặp mấy bạn đấy tròn khoái. Khoái không? Các bạn khoái không? Khoái lắm.
trời, lúc đầu bị ganh chết hai mạng rồi chứ, đi đen lúc đầu bị ganh 0-2 luôn. Cái cuối cùng thì may đến tầm giữa trận mình mới lật được ấy, không một tí nữa thì phải 0-10 thì lúc đó lại tha hồ mà nhục nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi kìa, 07 kìa, 07 kìa, các bạn thấy không, 07 kìa, 07 nhưng mà hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ 6 mạng luôn. Trong khi đó support bên kia hỗ trợ có 2 mạng nhưng mà hỗ trợ 6 mạng luôn. Kiểu như là hỗ trợ nhiều nhưng không ăn được mạng nhiều, đúng ra rất là phế. Tuyệt hệ, không sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nhá. Hôm sau gặp mấy bạn fake như là phải trêu vào đấy, thế nó mới vui, đúng không? Đúng không? Không đúng nói một câu. Nếu mà thấy đúng thì nói đi, ngại gì. Thôi, nghỉ đây. Mất công rên, mất bạn chửi nữa. Bye bye.